mọi người, lại là mình Ngân đây. Và chắc là mọi người cũng quá quen với cái chủ đề này của mình rồi. Đây lại là một tập Shopee haul. Ngày hôm nay mình có một cái túi đồ như thế này, rất là to. Thì hôm nay mình sẽ có khá khá những cái váy thu đông, cũng như là những cái set đồ mà mọi người có thể mặc ở trong mùa thu đông. Không thể nào nữa, cùng bắt đầu video của mình nhá. Trước tiên thì ngày hôm nay mình có ở đây một cái em thân váy màu trắng. Cái này mình thấy là bán được khá là nhiều sản phẩm rồi ý. Thực ra là rất là nhiều luôn. Mình sẽ để ảnh ở trên này cho mọi người xem, cũng như là những cái link của sản phẩm ở bên dưới hết, mọi người có thể tham khảo nhau. Cái em này mình mua chỉ có 89.000 thôi, 90 cho một cái em váy như thế này. Và trước khi mua cái em này thì mình đã đọc những cái comment, những cái feedback của mọi người ở bên dưới rồi, và thấy là kiểu mọi người feedback rất là tốt ý. Mình đặt ở đây là size S mọi người nha. Và mình cao 1m56, nặng 46kg, bụng mình chắc khoảng 62-63 gì đấy, tùy lúc. Bình thường khi mà mình mua những cái em váy kiểu mấy chục ở trên Shopee thì thường mình thấy cái chất của nó kiểu bị mỏng tang luôn ý. Nói không qua một tí nào nhưng đúng là mỏng tang luôn. Em này thì khá là bất ngờ vì chất của nó dày ý mọi người. Cái hình theo chữ M này rất là xinh, có một tí tí chỉ thừa nhưng mà chắc là mình sẽ cắt đi sau cũng được. Chân váy này nó sẽ là kiểu xòe xếp ly ấy mọi người. Đây nhìn này này thì mình thấy là những cái đường xếp ly nó rất là đều luôn. Thì sẽ có một cái lót nữa đây cho mọi người xem, cái chất lót ở bên trong cũng khá là mịn mịn ý. Thực là không ai nhìn thấy cái phần bên trong cả, cái quần bên trong cả, nhưng mà cái quần này nó rất là mịn, chất rất là thích luôn. Có khóa kéo ở bên sườn. Thì đây là một cái váy mọi người rất là đáng mua trong mùa thu đông này nhá. Thì mọi người có thể mặc cái em chân váy này xong mặc ở trên một cái hoodie chẳng hạn, hoặc là một cái sweater, nhìn trông kiểu giống các cái chị Hàn Quốc mà trông yêu chút xíu ấy. Có một cái em chân váy nữa, ở đây là một cái chân váy jean màu đen. Đây thì cũng đặt size S luôn mọi người nha. Thì cái em váy jean mình có ở đây này thì là 310.000. Nó đều có tag ở đây cả ấy mọi người, ở The Basic nhé. Và size là size S. Và mình cũng không biết miêu tả gì thêm nữa, nhưng mà dáng của nó rất là basic, cũng như là những cái đường may này, những cái thiết kế này. Hai túi ở đằng trước này, hai túi ở đằng sau này, túi hộp ở đằng sau ấy. Và có một cái mảnh da mọi người, người ta dập chữ The Basic lên đây, trông khá là vintage. Mình rất là thích cái chi tiết này ấy. Kiểu nếu mọi người bí, mọi người không biết mặc gì ấy, thì mọi người có thể kết hợp bất cứ một cái gì ở bên trên phần top, rồi cộng thêm cái em váy này. Mình thấy là đã ra được một cái outfit xịn sò trong mùa thu đông rồi. Và có cả màu xanh nước biển nữa, mình thấy cả hai màu đều xinh. Những cái đường may các thứ rất là chỉn chu, rất là đều luôn. Nó tạo cho mình cái cảm giác là đây là một cái chất jean rất là xịn và nó không bị thô khi mà mặc lên ý. Chỉ có 310.000 cho một cái váy jean thôi. Bình thường một cái váy jean chắc cũng phải 200 mấy rồi đúng không? Mà đây lại là của local brand với các chất liệu thì xịn như này nữa, thì mọi người rất là nên mua một cái em váy này ở trong tủ đồ mùa đông nhá. Trong bọc hàng của Earth The Basic thì mình còn có một cái em váy nữa. Đây là một cái em váy polo, ở trong lúc nào cũng shop để một cái giấy để làm cho áo thơm mọi người. Mở ra thơm cực luôn ý. Thì trong một cái video nào đấy trước mình đã có một cái em váy này màu nghi màu xám rồi. Trong ngày hôm đấy mình cũng bảo mọi người là mình phân vân mãi không biết là nên chọn màu xám hay là màu đỏ đô. Là ngày hôm trước mua màu xám, ngày hôm nay lại có màu đỏ đô ở đây luôn. Cái váy này nó kiểu không hở một tí nào luôn đấy mọi người, nhưng mà khi mặc lên người thì mình cảm thấy là nó vẫn tôn được body một cách lịch sự. Cái em này thì là polo t-shirt dress, có giá là 385.000. Thực ra là nó hơi đắt một chút so với cái quần, cái váy jean vừa nãy, nhưng mà mình thấy đây là một cái lựa chọn khá là nên thử cho bạn nào kiểu đang tìm một cái váy mà dáng polo hoặc là một cái váy gì đấy nó có dáng lịch sự một chút xíu, nên cơ thể trông gọn gàng hơn đấy, trông kiểu tôn được người hơn ấy, thì mọi người có thể thử cái em áo này, cái em váy này trước. Có khá là nhiều màu ấy, mọi người có thể chọn cái màu mọi người thích. Thì mình thấy cái màu đỏ này trước tiên là đối với mình thôi, thì mình là một cái con mà da hơi ngăm ngăm một chút xíu đấy, chứ mình không trắng đâu mọi người mặc lên sẽ ổn hơn cả mình nữa, tại vì mình da hơi ngăm ngăm một chút xíu đấy. Cái em này thì chất cotton rất là dày dặn, thấm hút mồ hôi tốt này. Cổ áo thì khá là đứng form, mình mặc lên nó sẽ không bị eo oặt mà nó sẽ lên dáng rất là chuẩn luôn. Thì sẽ có một cái hình của Earth The Basic này làm bằng kiểu cao su, à cái này gọi là cao su à mọi người. Nói chung là nó trong trong như thế này mọi người, ở sau cũng như ở trước nó đều trơn hết. Ở trên thì nó sẽ ôm vừa đủ và ở phần dưới thì người ta sẽ may hơi xòe ra một chút xíu, cho mình cái cảm giác khi mặc lên khá là thoải mái mà người vẫn rất là thon gọn, mình có thể kết hợp với những cái outfit khác dễ dàng mà không lo bị rối quá hoặc là mặc lên trông bị ngốt quá. Thơm đã mà thích đi. Sau mình có một cái em váy dài tay ở đây trước khi mà mình chuyển qua những cái set đồ mùa thu đông. Em này thì mình mua hình như là có hơn 100.000 thôi cả. Và nó có mấy màu ấy, mọi người có thể vào để lựa chọn nhá. Mình chọn màu đen cho basic thôi. Đây là một cái váy body dáng kiểu tay dài và đến đùi thôi mọi người. Mình thì mình rất là hay đi boots, và khi đi boots thì mặc những cái dáng vải kiểu này nó siêu tôn người luôn. Em này thì sẽ có cái cổ khoảng 3 phân như này, mặc lên ngầu phết đấy. Chất của nó thì cũng ok phết đấy mọi người thấy không? Co giãn rất là tốt. Và cái chất này thì có thể thấm hút mồ hôi, mặc dù là mùa đông mình cũng chắc cũng không lấy đâu mồ hôi đâu, nhưng mà cái chất này nó có thể thấm hút mồ hôi được. Tay áo này là tay áo dài nhưng mà không biết là mặc lên thì nó có trùm tay hay là nó chỉ đến đúng tay thôi, thì mình mặc lên mình để video ở đây cho mọi người có thể xem kỹ hơn nhá.
Không biết là cái phần eo hay là phần mông của em váy này thì nó có thể fit với người mình không, nó có thể ôm với người mình không. Tại vì đây là cái tiêu chí khi mà mình chọn váy body, thì nó phải ôm với người ấy thì nó mới tôn giá của bọn mình được. Mọi người cũng hãy xem ở video mình thử đồ lên nhá. Cái chân này nó co giãn cũng khá là tốt như này, nên là mình nghĩ kể cả 70kg đi chăng nữa thì vẫn bon cho em vào cái em này được nhá. Nói chung với cái giá tiền khá là rẻ này thì mình thấy chất vải khá là ok này. Đường kim mũi chỉ cũng không có chỉ thừa hay là gì cả. Chỉ là một cái váy body mà mình không thể thiếu trong cái mùa đông thôi. Nên là mọi người cũng có thể tham khảo cái em này nếu mọi người hay đi boots ý. À nếu mọi người muốn mấy cái váy body giá dài một chút đi, mọi người cũng có thể tham khảo cái em này mình mua ở một cái ho trước rồi. Và cái áo kiểu tay cộc không tay kiểu lừng lừng đấy. Và dáng rất là dài như thế này, dài lắm. Ở phần chân thì có xẻ một chút như này nữa, khá là sexy. Nếu mọi người muốn kín đáo hơn, muốn mặc váy dài hơn hay là kiểu cho đỡ lạnh chẳng hạn, thì mọi người cũng có thể tham khảo sang em này. Thì ở đây chỉ còn lại ba cái bọc đồ nữa thôi, và ở trong này sẽ là những cái set đồ kiểu cả áo cả quần luôn, bọn mình có thể mặc mùa đông ấy, hoặc là cả áo cả váy luôn. Ở đây thì có một cái bọc hàng là set nỉ áo dài tay, mình mua là màu đen. Đây là một cái bộ nỉ khá là xinh mà mình đã đặt khoảng nửa tháng trước rồi, nhưng mà bây giờ mình ngồi đây để bóc hò với mọi người. Mở ra thì hơi có cái mùi bại ở sườn mai một chút xíu. Mình sẽ phải giặt cái này trước khi mặc mọi người nha. Cái này là một cái điều rất là bình thường khi mà mình mua đồ ở trên Shopee thì mọi người giặt đi là hết này. Em này mình mua rẻ lắm mọi người. Mình nghĩ là chất của nó sẽ mỏng mỏng cơ, nhưng mà khi mà nhận về thì nó khá là dày dặn. Đây có một cái áo sweater và một cái quần nỉ dài nữa. Ở cả áo cả quần thì sẽ có một chữ Cosmos như này. Ở áo thì sẽ là trước ngực nhá. Tay dài này mình nghĩ là cái này sẽ chùm được tay đấy. Mùa đông mình rất là thích mặc những cái áo sweater, những cái áo hoodie mà nó có thể chùm tay trông khá là đáng yêu mọi người. Thực ra thì nhìn ở đây mình thấy là hình in của nó không quá sắc nét đâu. Đây này sẽ có một vài chỗ nó biểu hơi lợn cợn một chút xíu, kiểu chỗ đậm, chỗ nhà đấy, nhưng mà không đáng kể. Nhìn xa thì mình thấy là vẫn ok. Chỉ có zoom gần vào thì nó sẽ bị như thế thôi. Chân nỉ này thì ở trong của trần bông nhẹ như thế này, sờ khá là mịn đấy chứ. Em nói thì chỉ có một lớp đâu mọi người nhá, nhưng mà nó cũng không bị quá là mỏng đâu. Thì đây, cái em quần này thì sẽ là quần chun mọi người nhá, có giá tốt phết này. Chắc là cả nam mặc cái này cũng được luôn á. Quần dài và có bo một chút xíu ở ống. Ở đây sẽ có một chữ giống một áo nữa, và nó sẽ ở bên phía chân bên phải. Có cả hai em túi ở trước nữa. Mình rất là thích những cái quần mùa đông mà có túi như này, mình có thể thò tay vào. Mặc dù mình cũng không để gì ở trong đâu, nhưng mà mình kiểu thỉnh thoảng hay thò tay vào để chụp ảnh chẳng hạn, hoặc là bình thường đi đường cũng hay thò một tay vào ấy, thì khá là thoải mái. Nên là mọi người cũng có thể để vừa cả cái điện thoại trong này luôn á. Những cái đường may các thứ mình thấy rất là đều. Cái bộ này mình mua thì khá là thoải mái, mọi người có thể mặc ở nhà hoặc là đi cà phê thì mặc thêm, à đi thêm sneaker. Tiếp theo ở đây mình có một cái set mà nó kiểu rẻ bất ngờ, rẻ sừng sốt, rẻ giật mình. Trong này sẽ có hai cái đồ, đấy là một cái áo với cả một cái váy. Em này thì sẽ là váy hai dây mọi người ạ. Ây cha, nhìn ở trên ảnh thì cái dây của nó ở dưới chỗ thôi, nhưng mà ra ngoài thì dây của nó lại có chữ như này. Một cái chi tiết khá là nhỏ thôi, nhưng mà mình để ý thấy là nó không giống ảnh này. Cái dáng váy này thì sẽ là dáng váy body và vác lên khâu kiểu hơi rúm rúm lên ở hai bên sườn ý. Cái đường may rúm nó sẽ kiểu kiểu này này, ở bên trong thì người ta may hơi mất thẩm mỹ một chút, tại vì là màu trắng, là cái màu chun trắng. À, may là nhìn ở bên ngoài thì sẽ không thấy. Hơi rúm rúm một chút thì trông khá là điệu, nhưng mà người ta may hơi dài một chút xíu, kiểu từ nách đổ xuống dưới luôn. Nếu mà may ngắn đi một chút mình nghĩ sẽ đẹp hơn. Chất vải này thì là cốt tông nhưng mà hơi mỏng một chút xíu mọi người ạ. Mọi người đang kiếm một cái em váy chất dày một chút xíu thì chắc là mình không recommend em này cho mọi người đâu. Nhưng mà nếu mà muốn mặc kiểu mỏng mỏng thì em này cũng khá ok. Và ở đây có một cái em áo khoác crop top mình rất là thích. Mình mua cái set này chỉ vì cái em áo này thôi, tại vì nó có thể kết hợp với rất rất là nhiều outfit mùa đông ấy mọi người. Mình khoác vào cho mọi người xem luôn. Dạng nó kiểu này này, ngắn đến đây thôi nhá. Đây rất là may vì tay của em này thì nó chùm tay như này trông khá là yêu. Đây mặc lên nó sẽ kiểu như này. Chất thì nó cũng giống cái váy kia thôi, tại vì cùng một set mà mọi người. Nhưng mà cái dáng này thì mình khá là thích. Với cả là cái tay áo thì nó cũng không bị ngắn ấy. Đó thì ở trong mình có thể kết hợp bất cứ cái gì cũng được. Một cái váy body dài, một cái váy body ngắn, hay là kể cả mặc một cái áo dây tay cùng với cả chân váy chẳng hạn, rồi mặc cái em này bên ngoài cũng rất là xinh. Cuối cùng rồi thì ngày hôm nay ở đây mình còn một cái set đồ màu trắng như này. Hai cái. À, đây là một cái set đồ kiểu áo dài tay với cả quần đùi. Thì ở đây người ta ghi chất liệu rất là rõ ở phần thác áo này, thì là polyester. Cái chất này thì lại không phải nỉ, nó sẽ thoáng hơn là cái em set nỉ vừa nãy màu đen ý. Nó là chất thun thôi mọi người ạ. Chất thun bình thường, không quá dài, không quá mỏng. Nghĩa là mặc mùa thu thì sẽ phù hợp hơn là mùa đông. Cái em này mình đặt cũng rất là đơn giản thôi, nó kiểu trơn không có gì ý. Hôm nay mình đặt đồ đơn giản nhỉ. Cái tay áo thì nó sẽ dài như này và mình nghĩ là nó sẽ chùm tay này. Cái set này mình đặt thì cái dáng áo nó là crop top. Khi mà ướm vào đây thì mình thấy là chắc là nó cũng không crop top lắm đâu mọi người. Trông khá là khỏe khoắn, nhìn áo không có lỗi gì cả. Để xem cái quần này. Cặp quần này thì là cặp chun. Nhìn cái đường may của nó, nhìn cái cách may khá là giống cái em quần ở set đen vừa nãy. Trông giống nhau chưa? Có hai túi ở đằng trước luôn và không có túi ở đằng sau. Túi cũng
khá là to nữa, cũng vừa cả cái bàn tay mình luôn mọi người. Nếu mà để điện thoại và mình nghĩ là cũng ok. Với cái chất liệu không quá dày như thế này thì đặt màu trắng nhiều khi nó sẽ rất là dễ bị lộ ấy. Nhưng mà khi mà mình để tay thử ở bên trong thì đây mọi người thấy không, thì nó hầu như là không bị lộ. Nói chung cái set này thì mình thấy là nó rất là đơn giản và nó mang hơi hướng hơi sporty, nên là mọi người có thể kết hợp cùng giày sneaker cũng như là đi thêm những cái đôi tất cổ cao một chút đi thì trông rất là khỏe khoắn luôn. Em này mà mặc ở nhà thì chấm 10 điểm thoải mái này. Nhưng mà nếu mà mọi người đi ra đường thì mọi người có thể mặc thêm một cái áo khoác để cho cơ thể có thể giữ ấm trong cái mùa thu đông nhá. Ok, và đó là những cái váy cũng như là những cái set đồ mà mình đã ho được trong cái tập ngày hôm nay. Nhớ comment xem ý kiến của mọi người là mọi người thích cái set đồ nào nhất ngày hôm nay, cũng như là mọi người muốn mình làm những cái ho gì tiếp theo thì mọi người hãy cho mình biết nhá. Nhớ subscribe channel của mình và hẹn mọi người trong video lần sau. Bye bye.